Chơi cái gì?
Ngồi xuống chỗ này. Ở chỗ này. Ở xuống. Ở đứng cũng được.
vọng là giàu của mẹ. Đi ra, đi ra. Sang phòng sang bên này. Nào không nghịch. Giàu đấy. Con hai.
cứu vợ mình. Con vào nhà đi. Đây này. Đây này. Con. Nhà nào. Không bị trứng vỡ. Ơ mày xin. Vỡ đấy. Vào nhà ăn bim này. Ướt hết rồi. Nóng lắm á con. Nóng lắm hả? Không sao đâu uống.
mẹ đi nấu cơm anh. Quét sạch xong mẹ cho mít xuống đây đá bóng nhé. Sân chơi đá bóng nhá. Đấy con đi đá bóng đi. Đi đá bóng. Chào mẹ nhá. Tí xong mẹ cho đợi xuống này chơi.
Sao đấy con? Cởi cái kẹp lên cho mẹ. Đưa mẹ cất đi nào. Con đang ơi, làm gì đấy? Lấy cái chậu về mày cất đi nào. Chậu đấy dùng để rửa rau đấy. Dùng để rửa rau nấu ăn đấy. Không lấy đi nghịch bẩn được đâu nhá. Nào. Xong ăn cơm, ăn cơm. Ơi, cơm nhá. Mấy con được ăn, con được ăn. Ngon không? Con xúc cơm ăn cho mẹ xem nào. Con biết ăn cho mẹ xem nào. Biết ăn trứng không? Ngon không?